Trời, tôi mới tuyển được con bé trợ lý trà lưng đi tắm nè. Con bé này được làm bằng lông silicon khá là mềm mại luôn. Nè mọi người nhìn tôi sờ vào thì sợi lông dài và mềm chứ không có bị cứng đâu. Bề mặt cũng khá là to, tha hồ mà kỳ cọ. Đặc biệt là mặt sau được thiết kế để có thể hít chặt vào tường. Cái này thì mọi người dán lên tường trong toilet để bỏ lần tắm mình cho ít xà phòng vào tạo bọt rồi dùng để kỳ cọ lưng á. Nhìn thì thấy mắc cười nhưng mà tiện phết chứ đùa nha. Ai mà không có người trà lưng cho thì có thể tuyển bé trợ lý này trà lưng kiểu này giống tôi. Hơi bị sạt với đã ngứa luôn đó nha. Miếng này thì chỉ cần ịn vào tường thì dính rất là chặt. Dù cho có xả nước vào cũng không bung đòn, khi mà muốn lấy xuống thì kéo ra là được, vô cùng đơn giản. Mình không cần bất cơ, hoa xinh trưng lên đưa anh làm voi chờ. Anh không muốn nghe hết từ tôi mà. Cause I know you bet, trong một đôi hơn. Anh thừa nhận anh trong ngày ngạo, anh không có xa vời. Anh chỉ mới đẹp trai gần đây từ khi một hồi sau mà mình đảm bảo là các bạn mà đánh thì đi đâu cũng sẽ thành tâm điểm của mọi sự chú ý luôn, kể cả các bạn có make up hay không thì trông nó vẫn rất là chiến nha. Thì tiện hôm trước có một bạn hỏi mình son màu đen thì đây mình đã tìm được cho mọi người một chiếc son màu đen rất là đẹp. Bình thường những thỏi son màu đen nó kiểu hay bị lởm chởm không đều màu ấy, nhưng với cây này thì không nha, màu lên rất là đậm chuẩn. Ai mà được tặng cái màu son này thì chắc là sẽ không bao giờ quên các bạn đâu. Chẳng dạo quanh đây có phố xá bụi bay vào mắt. Bụng dèo đôi má anh ta phát xoát một ly mì gói. Đặt vào đôi má anh muốn chơi gói vào oh my god. Nàng tựa là ai xinh đến đứng đuôi không may thì mất. Những trái tim tư khác nàng nhẹ nhàng lướt qua. Tiếng xe đại tình đã đánh dừng điều duyên chúng ta. Bên quân Cali mi xuống nhiều người nhìn qua đê. Anh không nói tiếng Hàn Quốc nhưng biết mà xa răng. Nghe lo đứng mộng mơ nàng đi đâu mất. I'm for love yeah. Đôi chân chạy quanh hết tất bốc mét từ pha lực kết. Em trôi thật mong giữa đám đông bon chen người qua yeah. Anh mà chạy theo sau bóng em đứng xa thật xa yeah. Lạc vào hình bóng nàng nét tinh tư. Hãy thêm một đôi giày cân mọi outfit mà chắc chắn cô gái nào cũng phải có trong tủ giày của mình. Hiện tại thì Bảo thấy đôi này đang rất là hot trend luôn. Trước đó thì Bảo có review cho mọi người hai đôi. Một đôi là màu vàng vàng á, mọi người nhớ không? Nhưng mà hai cái đôi kia thì nhìn nó vẫn đang bị rất là thô. Bữa nay Bảo tìm được cho mọi người ở Việt Nam có một chỗ có sẵn em này luôn nè. Và đặc biệt đó là cái chất liệu của em này xịn sò hơn hai đôi trước ha. Độ hoàn thiện của em nó cũng đẹp hơn nữa, keo không có bị lộ nè. Đặc biệt là cái phần đế của em này mọi người nhìn để ý nha. Được khoét bầu ở phía đằng sau gót chân, thành ra là mang vào nó không có bị thô quá. Trời, cái đôi này mang không thôi cũng rất là xinh rồi, nhưng mà các bà phố vi vớ nè. Nó còn xinh gấp 10 lần nha. Đôi này mọi người có múc chuẩn size nha. Nhìn cao như thế thôi nhưng mà mang rất là vững. Bạn nào mà đi học mang cái áo dài xinh lắm, quá xuất sắc. Có phải vì anh vẫn thường vô ý, chẳng suy nghĩ vài lần khiến em u sầu. Đồ quốc tế Hey Nay Su phần 2. Đơn này mình đặt hai chiếc, một áo với cả một váy, mà cầm cái túi nhẹ nhẹ là mình thấy nghi rồi ấy. Y như rằng mở ra thấy mỗi cái áo. Phản hồi thì shop kêu nhấn hoàn thành đơn với cả đánh giá 5 sao thì nó mới bù cho mình cái voucher để mình đặt lại, trong khi là mình thanh toán rồi nha. Thế là mình bực quá nhấn yêu cầu hoàn tiền cái váy đó luôn. Kinh nghiệm là mọi người đặt đồ quốc tế hay trong nước thì cứ phải quay chụp lại lúc unbox để mà có gì còn khiếu nại nhá. Còn cái set crop top mình nhận được thì khá ok, giống ảnh mẫu. Áo phông này thì mình đặt cùng chỗ với cái áo sơ mi màu pastel lạ lần trước mình có review rồi á. Mở ra chắc mẩm là ưng rồi vì chất đẹp với cả khá dày dặn. Hình in cũng nét nhưng mà xem cái form áo thì nó lại hơi bị ngắn và nhỏ hơn so với bảng size mô tả khoảng 2 phân ấy. Mình thì thích mặc kiểu rộng rộng giống như ảnh mẫu cơ. Bạn nào giống mình thì cứ mạnh dạn đặt tăng size lên mặc cho thoải mái nha. Nói là không muốn gặp anh nữa, anh là chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hấp canh chưa? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế em còn si, em còn nghĩ em còn chắc làm chết. Anh biết anh nhưng cũng ghen trong mắt, bởi vì em chỉ có get for me. Baby nghe anh nói một lần được không? Tên anh hiện trên màn hình em có chụp không? Nếu em muốn ghét anh nói trước, đừng nói ghét anh ngoài kia buộc phải tốn gần chục năm. Và thì nếu em muốn đêm nay không ngủ, mình gọi anh daddy, gọi anh ông chủ. Ngực cao mong thủ, nhặt cái bút chì mình để phải giúp. Mình không nói thì thầm bên tai bấy lâu, mùi hương thân quen tôi in trên bờ áo. Tiếng nói nghe nghe từ đại dương xanh, anh sẽ tai nghe nghe phần tình ca em với anh. Tôi sẽ nắm tay nhau đi chung trên từ con phố quen. Chính là cá tầm
mỗi bữa sáng tôi đánh son đi học á mà mấy đứa bạn cứ bu lại hỏi là tôi đánh son gì mà xinh dữ vậy. Phải xinh chứ sao, có bí quyết hết á nha, không tự nhiên mà màu son lên đẹp đâu. Đầu tiên là mỗi buổi sáng khi thức dậy á, tôi sẽ dành ra 2 phút để tẩy da chết cho môi á. Mấy bữa nay tôi đang đổi qua xài cái loại tẩy da chết dạng sủi bột của nhà Ulta này nè. Để yên trên môi khoảng 1 đến 2 phút xong nó sủi bột rồi chùi đi thôi, không cần phải chà chà như mấy cái loại mà tẩy da chết khác. Mấy bữa sáng dậy lười kinh khủng xài cái này là ok nhất đó nha. Sau đó thì tôi dùng thêm một miếng son dưỡng có màu của nhà Basie, cái màu Overlord này xinh xỉu luôn á. Cái tông hồng đào này nhìn nó tươi tắn ngây thơ mà trong trẻo kiểu gì á mấy bà. Độ bóng thì không quá cao nhưng mà lên màu xinh xỉu luôn á nha. Bà nào mà không muốn bị lộ quá như bắt á thì đánh một lớp mỏng thôi nha. Sinh ra được bao bọc nhưng lớn không bóp được bao giá. Thế giới này bao la và công nhận bạn có tài mà. Chuẩn. Bao nhiêu lần đi á, bạn cứ bảo biện bạn bận quá. Bảo trẻ xinh nhút nhát, xong lại tự cùng mình ở nhà. Muốn đẹp trai tôi dụ bạn thôi đi đi tập gym đi. Bạn thiếu thôi hơi ngại đám đông như story share toàn meme. Hút thuốc tóc ngắn cười xinh, I oversize quần jean. Baby you diamond ring, oh you got my head spinning. Có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ, biết đâu bất ngờ một ngày nào đời như ý thơ. Ước mong anh về lại, tàn nắng chiếu lên ngày mai. Ai ngờ ngang trái, gió đưa anh về nơi sớm mai. Còn lại trong nhau một từ nhớ, để gặp lại mình bất ngờ. Ngắm cúc ba chiều đông mà lòng chẳng mơ. Và có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ, biết đâu bất ngờ một ngày nào đời như ý thơ. Chiếc bảng nhấn mạnh được yêu thích Hàn Quốc của nhà Richie có gì? Đầu tiên dễ dàng nhìn thấy được hạn sử dụng được in trên bao bì, bánh có hạn 12 tháng luôn nha. Bảng thành phần đầy đủ thông tin dinh dưỡng, đứng đầu bảng thành phần chính là vải ngũ cốc yến mạch cận 35% này. Nhìn xuống bên dưới dễ dàng nhận thấy được thông tin được in bằng tiếng Hàn Quốc, bởi vì sản phẩm này nhà Richie xuất khẩu trực tiếp qua Hàn mà, xịn sò xịn sò. Ok, bây giờ lật qua mặt trước của bịch bánh 250g này, chúng ta có thể nhìn thấy bên trong rất là nhiều bánh nhỏ, đếm xương xương cũng gần 100 cái bánh luôn ấy. Những chiếc bánh nhỏ xinh nhưng mà lại rất là giàu năng lượng. Xin mời mọi người ăn bánh cùng mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Còn ấm hết nhiêu đất cũng ấm, để ở nhà đem chiêu ra đường hôn nhau ở nơi đông người. Tôi đề nghị anh chú qua phường. Sài Gòn đâu có lạnh, Sài Gòn đâu có lạnh đâu.